Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm để test ổ đĩa cứng nha các bạn. Khi khởi động vào Windows á, nó cứ xoay vòng, nó không vào được bên trong nha các bạn. Hôm nay mình có nhận được một cái laptop. Laptop này nó không có màn hình. Công việc đầu tiên là mình dùng cồn để mình khử khuẩn nha các bạn. Vì đây là mùa dịch, cho nên khi nhận được các thiết bị mình tiến hành mình khử khuẩn xong rồi mình mới sửa chữa nha các bạn. Đó, vệ sinh bằng cồn. Studio XPS, đây là máy Dell các bạn, chip là Intel Core 2. Máy này là tương đối cũ. Hệ điều hành là Windows 7 của hãng Dell nha các bạn. Đó, máy này tương đối khá cổ nha. Giờ mình sẽ sử dụng cái dây Vega để mình kết nối từ cái cổng Vega của laptop ra cái màn hình vi tính. Máy này không có màn hình cho nên mình xuất từ cổng Vega hoặc là cổng HDMI ra nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ mở cái nút power lên, nút nguồn lên á. Nó khởi động, nó vào trong Windows mà nó cứ đứng một chỗ, nó xoay xoay vòng tròn nha các bạn. Xoay hoài nó không vào được bên trong á. Bạn thấy nó xoay liên tục. Đứng ở đó nó xoay. Đó, thì thông thường những cái lỗi này mình xác định ngay từ đầu là nó có thể là ổ cứng nó bị lỗi, bị bét cho nên nó khởi động vào lâu nha các bạn. Thì đó mình sẽ tập trung mình kiểm tra ổ đĩa cứng trước nha, để mình loại trừ cái lỗi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái USB boot á. Mình boot vào trong cái USB nha. Dùng cái phần mềm test ổ đĩa cứng nha các bạn. Các bạn vào trong WinPE. Khi mở cái PC lên á, các bạn bấm phím khởi động vào trong USB á. Các bạn vào phần mềm WinPE Mini Win 32 bit, chọn cái phần đó nha. Đó, Enter. Để mình load vào, mình sẽ dùng cái phần mềm Hardisk Tool. Mình kiểm tra xem cái ổ cứng của nó có bị bét hay không nha các bạn. Đó. Khi vào trong mini tool, vào màn hình welcome thì nó vẫn cứ quay liên tục, nó không vào được nha các bạn. Đó, giờ không còn cách nào khác là mình sẽ tháo cái ổ cứng ra, mình gắn vào trong cái máy vi tính bàn PC của mình á, mình kiểm tra. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái ổ cứng ra nha các bạn. Đó, bung cái laptop ra. Thông thường những cái lỗi mà lát chậm á, nó liên quan tới ổ đĩa cứng. Vậy cho nên mình trước tiên là mình test cái ổ đĩa cứng trước nha các bạn. Trường hợp này mình dùng cái USB boot để mình vào cái tool mình test nhưng mà nó cũng không vào được. Chỉ còn cách là mình sẽ tháo cái ổ cứng ra, mình gắn vào trong cái thiết bị khác để mình test thôi nha các bạn. Bây giờ mình tháo cái ổ cứng ra. Ổ cứng này là 120GB HDD. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái ổ cứng vào trong cái PC, trong cái máy bàn nha các bạn. Để mình dùng cái USB boot, mình vào cái tool test ổ đĩa cứng. Mình kiểm tra xem cái ổ cứng này nó còn xài được hay là nó đã bị bét nha các bạn. Đó, khởi động lên, bấm phím boot để boot vào trong cái USB nha. Ở đây mình xài máy Dell, phím boot là F12 nha các bạn. Đó, chọn USB Start Device để boot vào trong USB boot. Chọn WinPE nha các bạn. Mini Win 32 bit. Đó, nó đang load vào trong Mini Win 32 bit.
Lúc nãy vào tới đây là nó bị treo, nó bị xây hoài nha các bạn. Bây giờ nó đã load được vào bên trong á, do cái máy mình có cấu hình mạnh hơn cho nên nó lướt qua được nha các bạn. Cái máy của khách hàng cấu hình yếu quá cho nên gặp ổ cứng, có vấn đề là nó sẽ đứng, nó treo ở ngoài, nó không vào win được nha. Các bạn thấy phần mềm là Return Disk Info, các bạn lít vào phần mềm đó nha. Phần mềm đó là phần mềm để kiểm tra ổ đĩa cứng á, lít vào đó, nó cảnh báo nha các bạn, báo màu vàng lên, hoặc màu xanh là good, là ổ cứng còn tốt, còn nó hiện màu vàng là báo ổ cứng bị bết nha các bạn. Cứng này đã bị bết rồi, những cái chấm màu xanh nè, thường thường xanh hết là ok, còn chấm đỏ hoặc chấm vàng là nó bị bết setter, vậy là ổ cứng có vấn đề nha các bạn. Đây là mình chia sẻ cái kinh nghiệm khi boot vào mà nó lâu thì mình sẽ tiến hành kiểm tra ổ đĩa cứng để loại trừ khả năng bị bết ổ cứng nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.